Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế công bố ngày 16 tháng 1, cả nước có 33 tỉnh thành, vùng xanh, cấp độ dịch 1, 23 tỉnh vùng vàng, cấp độ dịch 2 và 7 tỉnh vùng cam, cấp độ dịch 3, không có tỉnh vùng đỏ. Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tuần liên tiếp duy trì vùng xanh cấp độ 1, còn Hà Nội vẫn nằm trong vùng vàng. Theo tờ trình gửi Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã đề xuất các trường sẽ chuẩn bị công tác đón trẻ mầm non và học sinh tiểu học lớp 6 trở học lại trực tiếp kể từ ngày 7 tháng 2. Từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 thì trường hợp phụ huynh và học sinh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tập huấn trong phòng chống dịch cho giáo viên nhân viên. Từ ngày 14 tháng 2, các trường bắt đầu đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trên tinh thần tự nguyện các trường ngoại trừ các cấp mầm non vẫn tiến hành song song các giải pháp học trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của các gia đình chưa yên tâm cho con đến trường Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa có công văn hướng dẫn tổ chức triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 bổ sung cho các đối tượng có nguy cơ cao trên 18 tuổi trong hai ngày 17 và ngày 18 tháng 1. Đà Nẵng cũng triển khai tiêm liệu bổ sung vaccine phòng COVID-19 là Pfizer. Đối tượng tiêm là người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, cụ thể như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng và đã hoàn thành mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến dưới 3 tháng. Thưa quý vị, trước tình hình tỉnh Vĩnh Phúc liên tục xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản hóa tốc yêu cầu các sở ban ngành công an tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban nhân dân các huyện và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp cấp bách triệt đề để phòng chống dịch COVID-19, vận động tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh tổng ra soát đợt 1 với toàn bộ 100% người lao động để khẳng định không có người nhiễm COVID-19 trước khi vào công ty doanh nghiệp làm việc, đảm bảo an toàn trong thời gian hoạt động tiếp theo. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết năm 2021, mặc dù gặp nhiều bất lợi từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng các khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn thu hút được 539 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và 615 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký mới là 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với năm 2020 và số vốn tăng thêm là 236.200 tỷ đồng, tương đương năm 2020. Hiện 17 khu công nghiệp của các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hải Dương, Hương Yên, Thái Nguyên với tổng diện tích 4.151 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển. Công ty chứng khoán dòng Việt VDSC cho rằng năm 2022, các điều kiện kinh doanh được cải thiện sẽ hạn chế rủi ro tín dụng của nền kinh tế, từ đó thúc đẩy cung cầu về tín dụng. VDSC kỳ vọng ngân hàng tư nhân sẽ đón điểm rơi lợi nhuận vào quý 2 đến quý 3 năm 2022. Các gói cứu trợ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo niềm tin doanh nghiệp, cải thiện lưu thông và dòng tiền, đồng thời giảm tổn thất tín dụng, dự kiến với mức độ tùy thuộc vào quy mô, tiến độ và hiệu quả của gói kích thích và đà phục hồi. Chính sách tiền tệ hỗ trợ năm 2022 sẽ tiếp tục được duy trì, với dự kiến sẽ bơm thêm tiền vào nền kinh tế thông qua tăng trưởng tín dụng. Dự kiến tín dụng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm nay. Trên nền tảng vĩ mô thuận lợi, VDSC kỳ vọng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng năm 2022 nhìn chung sẽ tiếp tục duy trì tích cực. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ có tốc độ tăng trưởng phân hóa và độ biến động lớn theo quý. Khối tư nhân dự kiến có tốc độ tăng trưởng phục hồi dần về phía cuối năm, điểm rơi về lợi nhuận dự kiến là quý 2, quý 3 năm 2022. Sở Du lịch Hà Nội xây dựng kế hoạch phục hồi phát triển du lịch trong năm 2022, theo đó Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ 9 đến 10 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó có từ 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 27.800 đến 35.800 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng trung bình năm 2022 của khối khách sạn đạt khoảng từ 40 đến 45%, mặc dù lượng khách sụt giảm nhưng thành phố Hà Nội đã được các tổ chức báo chí du lịch quốc tế đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Theo thống kê của CBRE, giá thuê đất công nghiệp trong quý 4 tại các khu vực lân cận Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng khoảng 15 đến 32% so với cùng kỳ năm trước. Với nhu cầu mạnh mẽ đến từ chuỗi cung ứng và sự cải thiện của hạ tầng kết nối, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, dầu dây Phan Thiết tại phía Nam, cao tốc Vân Đồn Móng Cái, Ninh Bình Hải Phòng tại phía Bắc, thị trường khu công nghiệp ghi nhận sự mở rộng và gia nhập của các chủ đầu tư mới vào thị trường đất công nghiệp và kho xưởng xây sẵn. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan vừa công bố tháng 12 năm 2021, cả nước nhập khẩu 15.196 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 432,65 triệu đô la Mỹ. Lũy kế cả năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 160.035 ô tô nguyên chiếc, với kim ngạch 3,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 52,1% về lượng và tăng 55,7% về kim ngạch so với năm 2020. Về thị trường nhập khẩu, Việt Nam nhập từ châu Á chiếm trên 90%, trong đó dẫn đầu là các nước Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ bố trí 116 cán bộ, thanh tra viên tại 44 chốt trực, phối hợp với các lực lượng chức năng khác để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Cụ thể tại 30 quận huyện thị xã, các đội thanh tra giao thông vận tải bố trí một tổ công tác gồm 5 người, ứng trực trong hai khung giờ, sáng từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng và chiều tối từ 17 giờ đến 19 giờ. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, giới khoa học đã cảnh báo biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang gây ảnh hưởng tới làn sóng lây nhiễm mới của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu và có thể sẽ không phải là biến thể đáng lo ngại cuối cùng của virus này. Theo các nhà khoa học thì mỗi lần lây nhiễm đều tạo cơ hội cho virus đột biến và Omicron có những đột biến mạnh hơn so với những biến thể trước, đó là lây lan nhanh hơn và mặc dù xuất hiện vào thời điểm người dân trên thế giới có khả năng miễn dịch tốt hơn do đã tiêm vaccine hoặc đã bị nhiễm bệnh trước đó. Cho dù chưa biết các biến thể tiếp theo của virus SARS-CoV-2 sẽ như thế nào, nhưng các nhà khoa học cho rằng không có gì đảm bảo các biến thể này sẽ gây ra bệnh nhẹ hơn hoặc các loại vaccine hiện nay có thể chống lại chúng. Ngày 16 tháng 1, chính phủ Anh thông báo cân nhắc nới lỏng các biện pháp phòng dịch được áp đặt mới đây tại vùng England trong bối cảnh số ca nhiễm Omicron tại nước này có chiều hướng giảm dần. Sau khi biến thể Omicron xuất hiện tại Anh, số ca mắc mới theo ngày tại nước này đã lên chạm mốc 200.000 ca một ngày vào đầu tháng 1. Đến nay, con số này đã giảm gần 50%. Theo các nguồn tin, giới chức Anh sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch tại vùng England vào ngày 26 tháng 1, song vẫn duy trì quy định đeo khẩu trang bắt buộc. Hồi tháng 12 năm 2021, Giới chức vùng England đã kích hoạt kế hoạch B, tái áp đặt quy định làm việc tại nhà và hộ chiếu vaccine đối với những người tham gia các sự kiện công cộng lớn. Việc nới lỏng biện pháp phòng dịch được xem là một phần trong kế hoạch củng cố vị trí lãnh đạo của Thủ tướng Anh Boris Johnson, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những chỉ trích sau khi thừa nhận tham gia một bữa tiệc tại vườn trong dinh Thủ tướng trên đường Downing Street hồi tháng 5 năm 2020, thời điểm Anh đang áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngạt. Bộ trưởng Ngân sách Pháp cho biết kinh tế nước này trong năm 2021 phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến, có nghĩa là thâm hụt ngân sách sẽ tốt hơn so với kế hoạch đề ra. Chính phủ Pháp đã xây dựng kế hoạch ngân sách với kỳ vọng nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 6,25% trong năm 2021, nhưng các dấu hiệu gần đây cho thấy con số này có thể rơi vào khoảng 6,7%. Chính phủ Pháp đang rót 100 tỷ euro, tương đương 114 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế, chủ yếu là đầu tư công như một phần của kế hoạch phục hồi từ đại dịch và cũng đã triển khai một số khoản tài trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp trong năm ngoái phải vật lộn với lạm phát gia tăng. Bộ Tài chính Pháp dự báo thâm hụt ngân sách sẽ giảm tiếp trong năm 2022 xuống 5% GDP và trở lại dưới mức trần thâm hụt của Liên minh châu Âu là 3% GDP vào năm 2027. Tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 1 năm 2022, theo chương trình dự kiến tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Đây là dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 2 và dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế công bố ngày 16 tháng 1, cả nước có 33 tỉnh thành vùng xanh là cấp độ dịch 1, 23 tỉnh vùng vàng cấp độ dịch 2, 7 tỉnh vùng cam cấp độ dịch thứ 3 và không có tỉnh vùng đỏ. Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tuần liên tiếp duy trì vùng xanh cấp độ 1, còn Hà Nội vẫn nằm trong vùng vàng. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác kính mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 17 tháng 1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tại tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh ghi nhận thêm 244 ca mắc mới, đồng thời có thêm 924 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số ca đã khỏi bệnh từ ngày 22 tháng 7 năm 2021 đến nay lên 49.721 ca, chiếm 85% số ca mắc. Sáng ngày 17 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, Nghệ An ghi nhận thêm 51 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương, trong đó có 6 ca cộng đồng tại hai địa phương, 45 ca đã được cách ly từ trước. Lụy kế từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 10.318 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Ngày 17 tháng 1, Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn thông tin đã ghi nhận một trường hợp đầu tiên tử vong do COVID-19. Bệnh nhân tử vong sinh năm 1934, trú tại tổ Na phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Bệnh nhân nhập viện vào chiều ngày 6 tháng 1, được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mức độ nặng, suy tim, tăng huyết áp, suy kiệt nặng. Sáng ngày 17 tháng 1, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 16 tháng 1, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 15 ca tử vong do dịch Covid-19, trong đó có 9 ca là của Thành phố Hồ Chí Minh và 6 ca từ các tỉnh thành khác chuyển đến điều trị. Đây là lần đầu sau hơn khoảng 5 tháng kể từ khi dịch bùng phát, số ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm dưới 10 người. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu ngành y tế và chính quyền các địa phương tập trung chuẩn bị công tác hậu cần, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch Covid-19. Sở Y tế tiến hành rà soát năng lực hiện có cấp tỉnh về vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, thiết bị phòng hộ đáp ứng tình huống khi có 1.000, 2.000 và 10.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị được bổ sung vào danh sách các địa phương thí điểm đón khách du lịch quốc tế nhằm từng bước phục hồi mảng du lịch quốc tế cũng như ngành du lịch tỉnh. Theo đó, Bình Thuận mong muốn được đón khách quốc tế ngay trong tháng 1 năm 2022. Trong giai đoạn đầu, tỉnh sẽ đón du khách quốc tế theo tour chọn gói, khép kín từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa đến tham quan nghỉ dưỡng tại khu vực Hàm Tiến Mũi Né thuộc thành phố Phan Thiết. Công ty chứng khoán dòng Việt VDSC cho rằng, năm 2022, việc các điều kiện kinh doanh được cải thiện sẽ hạn chế rủi ro tín dụng của nền kinh tế và từ đó thúc đẩy cung cầu về tín dụng. VDSC kỳ vọng ngân hàng tư nhân sẽ đón điểm rơi lợi nhuận vào quý 2 đến quý 3 năm 2022. Các gói cứu trợ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo niềm tin doanh nghiệp, cải thiện lưu thông và dòng tiền, đồng thời giảm tổn thất tín dụng, dự kiến với mức độ tùy thuộc vào quy mô, tiến độ và hiệu quả của gói kích thích và đà phục hồi. Chính sách tiền tệ hỗ trợ năm 2022 sẽ tiếp tục được duy trì, với dự kiến sẽ bơm thêm tiền vào nền kinh tế thông qua tăng trưởng tín dụng. Dự kiến tín dụng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm nay, trên nền tảng vĩ mô thuận lợi, VDSC kỳ vọng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng năm 2022 nhìn chung sẽ tiếp tục duy trì tích cực, trong đó nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ có tốc độ tăng trưởng phân hóa và độ biến động lớn theo quý, khối tư nhân dự kiến có tốc độ tăng trưởng phục hồi dần về phía cuối năm, điểm rơi về lợi nhuận dự kiến là quý 2 quý 3 năm 2022. Ngày 17 tháng 1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa thi hành lệnh bắt để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ba bị can về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Các hành vi của bị can là thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, lập chứng từ mua bán lòng vòng để đẩy giá thiết bị giáo dục lên từ 3 đến 5 lần. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, giới khoa học cảnh báo biến thể Omicron virus SARS-CoV-2 đang gây ra làn sóng lây nhiễm mới của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu có thể sẽ không phải là biến thể đáng lo ngại cuối cùng của virus này. Theo các nhà khoa học, mỗi lần lây nhiễm đều tạo cơ hội cho virus đột biến và Omicron có những đột biến mạnh hơn so với những biến thể trước đó là lây lan nhanh hơn, mặc dù xuất hiện vào thời điểm người dân trên thế giới có khả năng miễn dịch tốt hơn do đã tiêm vaccine hoặc đã bị nhiễm bệnh trước đó. Cho dù chưa biết các biến thể tiếp theo của virus SARS-CoV-2 sẽ như thế nào, nhưng các nhà khoa học cho rằng không có gì đảm bảo các biến thể này sẽ gây ra bệnh nhẹ hơn hoặc các loại vaccine hiện nay có thể chống lại chúng. Một số nhà dịch tễ học cho rằng Omicron dễ dàng lây lan làm tăng khả năng virus trên lây nhiễm và tồn tại bên trong những người có hệ miễn dịch yếu cũng như tạo thêm thời gian để đột biến thành các biến thể mạnh hơn. Tỷ lệ mắc mới COVID-19 ở Đức lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 500 ca trên 100.000 dân trên 7 ngày. Đây là mức cao nhất ghi nhận được tại nước này từ khi đại dịch bùng phát. Viện Robert Koch AKI của Đức cho biết, tỷ lệ các ca mắc mới COVID-19 trên mỗi 100.000 dân trong vòng 7 ngày qua tại nước này đã đạt mức 515,7 ca, cao hơn mức đỉnh 485 ca hồi tháng 11 năm ngoái trong làn sóng lây nhiễm thứ tư và cao hơn mức 497,1 ca của một tuần trước đó. Viện AKI cũng cho biết tại một số địa phương, con số này cao hơn nhiều lần. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là cho đến nay số nạn nhân không qua khỏi không có xu hướng tăng. Tính từ khi bắt đầu đại dịch, Đức đã ghi nhận gần 8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó gần 7 triệu người đã khỏi bệnh và 115.619 ca tử vong. Đức là quốc gia có dân số già hơn với nhiều người mắc bệnh nền. Ở Đức, hiện có 3 triệu người trên 60 tuổi chưa được tiêm chủng. Nguy cơ mắc bệnh nặng đối với nhóm dân số này là rất cao. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga cho biết các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga, kể cả các biện pháp trừng lãnh đạo Liên bang Nga, có thể dẫn đến việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ hai nước. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết, khả năng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga hay các nhà lãnh đạo Liên bang Nga có thể dẫn đến việc chấm dứt bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai nước. Điều này không có lợi cho cả Moscow lẫn Washington và đây sẽ là một sai lầm lớn. Ông Peskov đề nghị chính quyền Mỹ ý rằng các biện pháp trừng phạt không giải quyết được vấn đề, không buộc một quốc gia khác phải thực hiện các bước mà Washington cần. Ngoài ra, vẫn còn có cơ hội để Nga và Mỹ hiểu lẫn nhau, song Washington không nên bỏ qua những lý do khiến Nga lo ngại đồng thời thể hiện ý chí chính trị có tính đến mối quan hệ quốc gia của Nga và nói về chủ đề này, thì hai bên sẽ tìm thấy điểm chung. Trong trường hợp Mỹ từ chối thảo luận về vấn đề này, theo ông Peskov, các dự báo cho tương lai sẽ trở nên bi quan. Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy GDP trong năm 2021 của nước này đã tăng 8,1%, tốc độ nhanh nhất trong một thập kỷ qua. Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS, mức tăng trưởng 8,1% của năm 2021 cao hơn 0,1% so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong quý 4 năm 2021 có phần chậm lại, chỉ ở mức 4%. Mức này cao hơn so với mức dự báo, song lại là mức tăng trưởng yếu nhất trong vòng một năm rưỡi qua. Kinh tế Trung Quốc đã có sự khởi đầu mạnh mẽ vào năm 2021 khi các hoạt động kinh tế phục hồi sau thời kỳ giảm suốt do đại dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có phần chững lại do tác động của các cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản, nợ công và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt ảnh hưởng đến sức tiêu dùng.